quý vị và các bạn ở khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Tiếp theo clip này xin giới thiệu đến quý vị hai chiếc đầu CD rất nổi tiếng của hãng Denon Nhật Bản. Trước hết ở phía trên cùng, quý vị đang nhìn thấy đó là chiếc CD 1650GL. Chiếc đầu CD Denon 1650GL. Nó có hai má gỗ màu nâu đen ở hai bên, tạo nên vẻ lịch lãm và sang trọng. Quý vị lưu ý cho chiếc đầu CD này rất nặng. Đây là điều khiển của nó. Trên lưng của nó là nắp kim loại phay nhôm trắng, có những gợn sóng tạo rãnh, nhìn rất đẹp mắt. Như vậy là quý vị thấy nó có đường xuất tín hiệu theo cổng quang, có thể xuất ra những thiết bị giải mã có chất lượng tốt hơn. Đặc biệt quý vị nhìn thấy nó có hai cổng rắc ba chân, tức là gọi là rắc chấu, rắc bắp chuối. Nó sẽ kết nối với các thiết bị âm ly của quý vị khi có những cổng đó. Nó sẽ góp phần giảm nhiễu và làm cho tiếng sạch sẽ hơn. Đó là chiếc đầu CD 1650GL của Denon. Quý vị lưu ý cho nó có trọng lượng rất lớn. Và một công năng nữa quý vị thấy, quý vị nhìn thấy con số 20 ở đây, nghĩa là đầu này giải mã đến tận 20 bit. Hầu như các bit nhạc trong pha nhạc được nó tái tạo khá đầy đủ. Các nút chuyển bài, nút chỉnh phone, quý vị có thể cắm tai phone để nghe cá nhân, nút chỉnh to nhỏ. Tất cả các nút ở trên điều khiển như quý vị đang thấy đã được tích hợp vào đây. Nếu trong trường hợp quý vị mất điều khiển thì có thể sử dụng trực tiếp ở đây luôn. Rất tuyệt vời. Và giá của nó là 10.500.000 đồng. Xin nhắc lại, giá của sản phẩm này là 10.500.000 đồng. Tiếp theo ở phía dưới, xin giới thiệu đến quý vị một sản phẩm nữa trọng lượng nặng hơn ở phía trên rất nhiều. Và đây, Denon 1650AZ, ở trên là GL thì ở dưới là AZ. Quý vị lưu ý tìm hiểu thêm ý nghĩa của chữ A. Trọng lượng của nó rất nặng quý vị ạ. Chiếc đầu CD 1650AZ này của Denon này, nó giải mã lên đến 24 bit. Nó rất dày. Xin nhắc lại, chiếc đầu CD Denon 1650AZ của Nhật Bản giải mã lên đến 24 bit, nặng hơn chiếc ở phía trên rất nhiều. Cả hai chiếc thì đều rất nặng, tuy nhiên quý vị thích sản phẩm nào thì ta mua sản phẩm đó thôi. Một sản phẩm có tính mỹ quan rất cao và tích hợp đầy đủ các nút, trong trường hợp mất điều khiển ta vẫn sử dụng được. Còn chiếc ở dưới quý vị thấy, nó có các nút tắt, bật, play, next qua bài và ra đĩa. Nó rất dày.
ta quan sát phía sau xem sao. Vậy quý vị thấy là ngoài các đường xuất tín hiệu analog, nó có thêm một đường xuất tín hiệu theo đường số cổng quang và một đường đồng trục. Nếu như chồng hai chiếc đầu này lên bê nó thì chúng ta sẽ phải còng cả lưng rất nặng. Và đây phía dưới chiếc âm ly Pioneer 7825 mã. Xin quý vị lưu ý cho đây là chiếc âm ly máy vàng, tức là nguồn vàng và đáy vàng, xin lỗi quý vị, chính xác là nguồn vàng và đáy vàng, dòng cao cấp nhất. Quý vị thấy con nó còn nguyên cả bát. Mọi chi tiết xin liên hệ Cương Audio Lai Châu 0918 099 388. Hân hạnh phục vụ quý vị ở khắp mọi miền Tổ quốc. Quý vị thân mến, nếu quý vị ở gần tôi sẽ gửi xe khách, còn quý vị ở xa cho địa chỉ tôi sẽ gửi qua bưu điện đến tận nhà. Tất cả những sản phẩm này đều được bảo hành 1 tháng. Trong 1 tháng nếu có trục trặc lỗi, đổi lấy sản phẩm khác. Hiện nay quý vị lưu ý cho có rất nhiều anh em mua loa về và thử bằng cách là dùng những chiếc âm ly có công suất lớn hơn loa gấp nhiều lần, sau đó vặn hết bát hết trang lên và mở to volume lên hết cỡ. Quý vị lưu ý cho đó là cách phá hoại chứ không phải là cách thử loa. Người ta thử loa bằng cách thẩm âm và nghe từng thanh âm, từng tiết tấu trong trẻo của nó, âm hình cũng như khả năng diễn tả thanh âm của bản nhạc, chứ không phải chúng ta dùng những âm ly có công suất lớn để chúng ta đưa vào loa và vặn tẹt tất cả volume bass và chép lên rồi xem loa đó chịu đựng được không. Đó không phải là biện pháp để chúng ta thử loa. Mọi chi tiết xin liên hệ Cương Audio Lai Châu 0918 099 388, giao hàng toàn quốc.